Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái chủ đề mới với tên gọi là trạng thái bình thường mới. Như chúng ta đã biết, hiện tại sau một khoảng thời gian khoảng một tháng chúng ta cách ly với xã hội thì bây giờ mọi thứ dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, trạng thái bình thường này nó sẽ không như trạng thái bình thường trước như trước đây, hay còn gọi là trạng thái bình thường mới, mà chúng ta phải dần thích nghi và có những cái hành vi phù hợp với lại tình hình mới. Trở lại, chúng ta sẽ phải ra đường mang khẩu trang, hay là chúng ta sẽ phải rửa tay nơi công cộng. Chấp nhận cái sự việc này với một cái tâm thế mới, một cái niềm vui mới, một cái hành vi mới. Để vượt qua được những cái rào cản này, chúng ta sẽ có những cái hành vi mới, hay còn gọi là những cái việc mà xây dựng những cái hành vi mới, tạo ra được những cái cảm xúc mới, những cảm xúc tích cực. Hãy tập trung vào những điều tốt đẹp, hãy tập trung vào những điều mà chúng ta có thể làm được, hãy tập trung vào những cái năng lượng tích cực, để từ đó chúng ta sẽ thu hút được những cái dòng năng lượng giúp chúng ta cảm thấy thoải mái, bình yên. Dần dần chúng ta thích nghi, đưa chúng ta đến những cái trạng thái cảm xúc mà chúng ta hằng mong đợi. Hãy biết ơn cuộc đời này, hãy biết ơn những gì chúng ta đang có, bởi vì mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta vẫn may mắn hơn những người ở các nước khác, đặc biệt là những cái quốc gia hiện tại như châu Âu hay Mỹ. Hàng ngày họ phải chịu những áp lực, căng thẳng, mệt mỏi và nghe những cái thông tin tiêu cực xung quanh. Hãy biết ơn, hãy cảm ơn những gì chúng ta đang có, những gì chúng ta đang sở hữu, để lòng chúng ta thanh thản, để bình yên. Hãy nhìn xung quanh chúng ta đi để cảm thấy rằng chúng ta được may mắn sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta có những người thân yêu, chúng ta yêu mến những cuộc sống này. Hãy chấp nhận những cái niềm vui mới, hãy chấp nhận trạng thái bình thường mới, để rồi những trạng thái bình thường này của ta là ngày hôm nay, và ta của ngày mai sẽ cảm ơn ta của ngày hôm nay. Biết thích nghi, biết chấp nhận, mang ta đến những điều tốt đẹp, những điều vui vẻ và cảm giác bình an trong cuộc đời này.